Đây ạ, những đồ phong thủy cho bác đây, gồm có một con cá. Con cá này gọi là cá rồng hay là cá ngân long nhỉ, có nhỉ? Em Tuấn nhẹ không nắm được đâu. Hàng về thì theo loa, để theo đồ này nữa em. Đối với dòng giới thiệu những dòng này thì báo cáo các bác nào biết những sản phẩm nào thì cũng comment, đóng góp ủng hộ giúp em. Còn tiếp đến là giữa là con rồng rồng nhà Ngọc nhé, rồng nhà Ngọc. Con rồng này nhà Ngọc loại to 3,9 triệu. Con cá cái là cá rồng hay là cá ngân long nhỉ? Đấy, em cũng không, ngân long với rồng không biết, hỏi nói chung là mình không nắm được mình cứ hỏi thôi. Mức giá 2,9 triệu ạ. Và cuối cùng là một con rồng, tiếp tục con rồng nữa, rồng nhỏ. Rồng này là rồng quắp ngọc này, hay là rồng quắp vàng nhỉ, cắp thỏi vàng, rồng cắp thỏi vàng này. Mức giá 1,9 triệu. Đối với chú rồng này có kích thước nó tầm khoảng độ 25 đây, em ngang có cái đuôi nó thò này, tầm 23 25 đấy. Tất cả đều được bằng đồng, đồng đúc nặng nặng lắm, con này chắc nó phải mấy cân vậy nhé, đều có ấn nhé. Đồng đúc đặc đặc, rồng này ngồi trên một thỏi tiền vàng đây, đây. Cái mặt này nhá, mặt đằng sau em quay cho bác, xách cái hơi nặng đấy, mấy cân mà đây, được cái mẫu cưỡi trên một thỏi tiền vàng hết. Bác nào tuổi rồng này, rồi hợp mấy mệnh rồng này, phong thủy này đấy, rước ra đấy. Thì đón các cụ rồng về cho tài lộc, tấn tài tấn lộc đầy nhà, tiền vào như nước đấy. Tiền nhiều thế này mà, tiền vàng nhiều này các bạn, cái gì thế thôi, nó mình cũng không mê tín, nhưng mà nó theo tục lệ hoặc truyền thuyết phong tục thì mình cũng sắm những một số cái vật phẩm này để nó làm cho cái tư tưởng của mình nó thoải mái, nói chung là nó thoải mái hơn. Thế còn về mê tín thì em Tuấn cũng không mê tín, nhưng mà đây là nó gọi là phong tục truyền thống, nên là nó có nhiều cái là mình không thể xóa bỏ được, và những cái này thì mình nên duy trì, nó gọi là phong tục và tập quán. Đây là rồng nhổ, rồng nhà Ngọc, rồng nhà Ngọc này. Rồng nhà Ngọc thì cao nó tầm khoảng độ hơn 40 nhé, này cao hơn 40, mỗi con đồng hết, đồng đặc hết. Rồng nhà Ngọc con này chắc phải 4 cân nhỉ, 4 cân nặng, nặng lắm, nhấc một tay này không được. Đấy, 3,9 triệu ạ. Thì em ngửa, em nghiêng ngửa cho bác nhé. Đây, này ấn của nó đây. Đấy, 3,9 triệu. 3,9 triệu đồng rồng nhà Ngọc. Em quay cái máy quay của em là cảm giác nó không thật. Ở ngoài mắt nhìn bằng mắt thường ấy, nó vàng chóe như này này. Nhưng tại sao cứ quay vào đây thì cảm giác như kiểu cái điểm đen này nó lấp cái màu vàng này, nó thành ra cứt xỉn. Chứ ngoài nhìn rõ là vàng, thế mới lạ. Đấy, được chưa? Vụ rồng này, rồng nhà Ngọc đấy, 3,9 triệu. Nếu mà... đấy. Còn đây, đây gọi là cá rồng hay là cá ngân long đúng không? Chiều dài nó tầm 40, hơn 40, đến tầm 40 thôi. Dài 40 đấy. Cá rồng hay là cá ngân long thì em không nắm được. Đeo một dây tiền vàng, cưỡi trên một gì đây, cái xem cái này là cái gì bác. Em Tuấn bỏ tay đấy, thật là thấy ở bên Cam họ giới thiệu nhiều món nó hay hay đó, thì em cũng lấy phong thủy cho bác rồi. Đây, cá ngân long không cả. Đấy, giá 2,9 triệu con chú cá này nhá, 2,9 triệu bao nhiêu. Con cá này chắc nó phải 4 cân đấy, nó phải 4-5 cân, 4-5 cân đồng đấy, không ít đâu, thì hơn đấy. Bác đợi em chút nhé, em tạm dừng em kiếm cái cân. Em kiếm cái cân bây giờ nó khó nhỉ. Ui, nhà có cái cân tạ cho hàng xóm mượn mất rồi bác ơi. Ồ, chắc chắn nó phải 4 cân, 4-5 cân những con này. Dòng này nó phải 4-5 cân, không ít, trở lên ấy. Quá nặng. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961 ạ. Em giao và chuyển hàng toàn quốc, hàng này thì em giao cho bên bưu điện vận chuyển cho bác. Bưu điện vận chuyển hàng cho bác. Với bưu điện họ vận chuyển hàng đến tận nhà cho các bác. Và nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng, sau đó bác giả nốt tiền. Các bác được kiểm tra hàng hết ạ. Tất cả những mặt hàng này em đều cho các bác kiểm tra hàng. Đúng sản phẩm các bác nhận, mọi em. Thoải mái kiểm tra hàng, bên em vẫn cho mà.
Em làm hợp đồng gửi hàng là cho kiểm tra hàng mà. Em chào các bác.